xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn một tuần của tác giả ninh đức hậu mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến chủ nhật Trước khi đi Nga bảo Em đến cơ quan Nếu các con có về đột xuất Anh cứ nói em đi công tác trong Nam Mọi chuyện em sẽ giải thích với các con Thức ăn em đã chuẩn bị đủ cho một tuần Tất cả để trong tủ lạnh Anh dùng ít nước đá thôi Cái họng của anh luôn có vấn đề đấy Đừng nghĩ ngợi nhiều về em Nga Sách vali bước ra đường tôi đã định cứ ngồi yên, nhưng không hiểu sao lại bật dậy, ra đứng tựa cửa, đôi mắt đăm đăm nhìn theo Nga, đến khi lớp bụi mỏng sau cái xe Camry bóng loáng tan đi, tôi mới thẫn thờ quay vào nhà. Tôi nằm xuống giường, hai tay đan vào nhau đặt lên trán Những ý nghĩ lộn xộn, lộn vụn, chồng chéo nhau ảo ạt à tới, khiến đầu óc tôi đã mỏi mệt, lại càng mỏi mệt hơn một tiếng soảng. Thìn dằn mạnh cái mâm nhôm xuống nền nhà. Đôi mắt trợn lên, chỉ còn giặt có lòng trắng. Mò méo sạch đi, cặp môi dày thâm xì, rúm gió lại. Tiếng nói từ trong cuồng họng giết ra. Đồ lăng loạn, đồ hàng tôm hàng cá. Cư, vợ thìn đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ bừng bừng, cái mồm dầu lên. Còn ông, là cái dân xích lô ba gác đầu đường xó chợ rồi ơi là rồi có ai khổ như tôi không cơ chứ lấy chồng không lấy để đi lấy cái đồ ba que sò lá im im ngay thìn gầm lên sấn sổ đến bên vợ xòe bàn tay trượt túm lấy ngực lấy tóc cư để cho vài cái tát cho nó biết thế nào là lễ độ thế nhưng cũng giống như mọi khi, đến đúng đỉnh điểm đó, thì như có một thế lực vô hình ở đâu xuất hiện, ngăn cản không cho hắn xuống tay. Thì lầm bầm, táo mà thèm chấp với đàn bà. Rồi nhếch mép cười khẩy. Mở tủ lấy chai rượu, ngồi phệt xuống nền nhà, giật cho mấy cái khuy áo bung ra, để lộ một mảng ngực đỏ ao ao. Thìn ngừa đầu, cầm chai rượu, dốc ngược vào miệng. Rượu ống ọc chảy, tràn xuống cổ ướt áo. Những lúc bực tức, bức xúc, chỉ có rượu là giải pháp mang lại sự cân bằng tốt nhất cho cái đầu đang hừng hực nóng. Thìn uống, cho đến lúc chai rượu không còn một giọt nào, mới nhận ra cãi nhau với vợ thật vô lý và vô bổ cứ nhìn chồng uống rượu thì lộn ruột. Xong cô không dám đến gần, mà chỉ đứng xa lào bầu. <laughs> uống, cứ như là uống nước đái người ta ấy. Thì nghe thấy, nhưng không thèm chấp nữa. Hai tay viện đầu gối đứng lên, lào đảo đi vào buồng, đổ ạch người xuống giường. Cảm giác lơ mơ, dìu hắn vào giấc ngủ. Trong buồng tiếng ấy khò khò của thìn đều đều vọng ra. Cư cũng đã bớt giận phần nào. Chị sắn quần áo, dọn dẹp nhà cửa, vừa làm chị vừa gióng giả. Con hoa thằng Hải, chúng mày chết rúi chết rụi ở đâu rồi? Về ngay tao bảo đây. Ngày thứ hai, dạy xong hai tiết đầu, tôi định đến cơ quan Nga. Xong nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi về đến nhà tôi gọi cho nga ngay gọi vào máy bàn cô thư ký của nga nhẹ nhàng thưa chú cô giám đốc đi vắng ạ à? gọi vào di động lại một giọng con gái khác thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau có lẽ nga không muốn nói chuyện với tôi uể oải ngồi vào bàn làm việc lấy một quyển sách giáo khoa lật lật vài trang theo phản xạ tự nhiên rồi dừng lại ở một trang bất kỳ những con chữ ở trang giấy đó như nhảy múa trêu ngươi tôi sau đó chúng nhoè dần nhoè dần rồi mờ mịt mấy chớm hè trời đã nóng nực mệt mỏi với tôi dường như sự mệt mỏi còn gia tăng hơn ở trường nhìn lũ học trò nhoai người ra ôn thi trong nắng nóng, mình cũng mệt lây Về nhà thì... Tôi rất sợ những ý nghĩ lộn vụn, lộn xộn, ồn ồn kéo đến. Đặt mạch bát cơm đang ăn dở xuống mâm, cứ hất hàm. Này, cả tuần nay, ông chưa đưa về cho tôi đồng nào đâu đấy. Thìn thản nhiên trả lời, có chờ được khách, chở được hàng chó đâu mà có tiền cơ chứ. Thế ngày nào ông cũng đưa xích lô ra đường làm gì? Thì ra châu trực, chứ còn làm gì nữa? Tại sao chúng nó cũng ra đường như ông? Chúng nó lại có khách có hàng để chở? Hay là... À, mà thôi đúng rồi. Suốt ngày, ông lại chuối mắt chuối mũi và đánh phòng chứ gì? Rồi ơi là rồi! có ai khổ như tôi không cơ chứ? chưa chi đã chu chéo méo giật lên. đã lần nào cô bắt được tận tay tôi ngồi đánh bạc chưa hả? tôi không cần bắt quả tang gì hết. nhưng cái máu cờ bạc trong người ông thì tôi còn lạ gì? rời ơi là rời. sao mà cái số tôi nó khổ thế cơ chứ? thìn bắt đầu nóng mặt, đưa đôi mắt giặt lòng trắng gườm gườm nhìn vợ hai hàm răng xin xít, quá quật, quá quật. Cái hòa buông bắt cơm kéo thằng Hải đứng dậy bảo, thôi, tao với mày không ăn nữa, ra ngoài chơi, cho bố mẹ cãi nhau. Hơn ba mươi phút sau, vợ chồng Thìn mít thôi lời qua tiếng lại. Vừa ăn cơm xong nên Thìn không giải quyết sự bức xúc bằng rượu, chỉ lặng lẽ lên giường ngủ cứ nhìn vào bĩu môi chỉ đưa cái chết rất là nhanh cái hòa chạy vào xòe tay trước mặt cư tí quên cho con mười nghìn mua quà sinh nhật con tố anh cư hất hàm và buồn xin bố mày ấy. cái hòa và buồn lay bằng được bố dậy nề nèo xin tiền thìn móc túi lôi ra một nắm tiền lẻ toàn những tờ bạc lấm lem nhầu nhĩ cư ngoái cổ nhìn vào thấy nắm tiền lẻ như vậy thì xì một tiếng bảo không phải tiền đánh phỏng con này chỉ là con chó cái hòa xin được tiền mặt mày hớn hở liếu lô ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng ngày thứ ba buổi chiều họp hội đồng nhà trường xong tôi qua hồ máy say bất chợt nghe tiếng gọi thầy giáo thầy giáo ơi thì ra là thìn anh ta nghe hàm răng khớp khảnh cái vàng khè cái đen xỉn cười nhăn nhở bữa nay em trúng quà chờ được mấy thằng tây ba lô vào tam cốc bích động chúng cho em mấy trăm ngàn em mời thầy giáo uống bia chẳng cần biết tôi có đồng ý không thìn sấn sổ rằng lấy xe của tôi Đưa thấp vào nơi gửi, rồi kéo tôi tới một cái bàn còn trống kê sát bờ hồ. Gió dưới hồ, quyện cùng hơi nước, đưa lên, khiến cái nóng dịu đi phần nào. Thìn gọi bia hơi, gọi nem yên mạc, bay đầy bàn, hì hả bảo tôi, Thầy giáo, cứ uống tẹt ga đi, hôm nay em bao. Tôi mỉm cười, chỗ hàng xóm láng giềng, chú bao hay tôi bao? cũng chả đi đâu mà thiệt. Chỉ có điều kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chú cứ uống thoải mái. Còn tiền nong để tôi thanh toán. Thìn xua tay, ái lại vậy, em mời thầy cơ mà. Rồi dốc ngược cả ly bia vào mồm, bọt bia trắng xóa bám đầy hai bên mép. Thìn lè lưỡi, đào một vòng quanh mép, uống thêm hai ly nữa bất chợt thì nói nhỏ. Vợ thầy giáo vừa đẹp vừa làm giám đốc ngân hàng. Hai đứa con của thầy đều đang học đại học. Nhà thầy ai cũng lịch sự, có văn hóa. Trả bù cho nhà em tí nào. Tôi nghe rõ từng lời thì nói. Mà tưởng như ở đâu xa xôi lắm. Tôi bắt trước thìn, cũng dốc cả ly bia vào mồm nhưng sao nó đắng thế uống thêm một ly nữa tôi xem đồng hồ rồi viện lý do về trước thì lại sốt sáng nhanh nhẹn chạy đi lấy xe cho tôi nhọ mặt người thì mới về cứ chạy đến bên hít hít hà hà vài ba cái ngay lập tức cứ lanh lành rồi ạ à, nóng nặc mùi bia lại đi uống bia ôm chứ gì khi đầy cái xích lô sắt vào cửa nhà đưa đôi mắt sặt lòng trắng lườm vợ lườm nguyết cái gì đi uống bia ôm hú hí phè phỡn với mấy con ca ve rồi về chán vợ thìm cố nhịn túm lấy tay vợ vừa lôi vào nhà vừa nói nhỏ tôi với thầy giáo vừa đi uống bia hơi ở hồ máy say chứ có uống bia ôm bia ấp gì đâu chỉ có cái nanh nọc là chẳng ai bằng. Thế có thật đi uống bia với thầy giáo không? Thì nói phép làm gì? Nếu thế thì được. Rồi bỗng cư ao ước. Giá mà ông được như thầy giáo, thì đời tôi sướng lắm nhỉ? Thìn đốt lại luôn. Giá mà cô dịu dàng, hiền lành, đoan trang như chị giám đốc thì thằng này đã lên tiên rồi nhá Ngày thứ tư, vừa hết chương trình thời sự buổi tối trên tivi thì cứ rít lên rồi. Ơi là rồi có ai khổ như tôi không? Chồng không lấy, lại đi lấy thằng đốn mặt. Thìn hùng hổ này, cô bảo ai là thằng đốn mặt đấy? Tôi nói cho ông biết nhé, ông mà lén phén với con phượng bớp, mắc phải sida là tôi mặc xác ông đấy. Thiên sẵn giọng. Cô đừng nghe chúng nó bơm vá đều. À mà đứa nào bảo với cô là tôi đi với con phượng bớp hả? Thì ông ra chợ rồng mà nghe. Đẩy người bảo ông đưa con phượng bớp ra công viên núi Thúy hú hí với nhau. Rồi ơi là rồi, sao lại có giống người ngu thế kia chứ? Bảo nó xinh đẹp màu mỡ gì cho cám. Đằng này nó vừa xấu, vừa ra khọm ra vậy, mà cũng đâm đầu vào thì lại hùng hồ. Này, đừng ăn nói bậy bạ. Ông lại cho dụng hết cả răng bây giờ. Răng ba đấy này, có giỏi thì vả đi. cứ vênh mặt. Cái hòa tức quá quát lên. Bố mẹ có để yên cho chúng con học bài không nào? Hai người đành thôi, không nói lời nào nữa. Nhưng họ vẫn cãi nhau, theo kiểu kịch câm, nhăn mày, nhăn mặt, biểu mỏ, lườm nguyết thấy im lặng thằng Hải bảo bố, bố ơi, cho con tiền đi đăng ký học đàn organ. Mắt cư xếp ngược lên, ai bảo mày đi học đàn hả? Bố, sĩ, còn nhà tôm, nhà tép mà cũng đòi. Thìn vênh mặt, kệ tôi, học phí bao nhiêu hả con? Xem xong chương trình thời sự cuối ngày, tôi lên giường, định bụng vừa nằm vừa đọc sách trước đây nga không bao giờ cho tôi đọc sách như vậy nga bảo sẽ hại mắt đau lưng và trông nó thế nào ấy nhưng rồi khi không còn quan tâm đến tôi nữa thì nga mặc kệ bên nhà hàng xóm cái hòa thằng hải hình như đã đi ngủ không còn nghe tiếng cãi cọ của thìn và cư thay vào đó là những tiếng xúc xích rên rỉ mãn nguyện và cả những tiếng chửi yêu rất tục tiễu của họ không hiểu giờ này nga có nghĩ đến tôi không ngày thứ năm nga điện về cho tôi em đã nghĩ kỹ rồi chúng ta không thể rồi bỏ lừng tôi cũng chẳng căn vặn không thể là không thể cái gì chắc mấy ngày qua Nga cũng đã dằn vặt say dứt. Dẫu sao tôi và Nga cũng đã có một thời yêu nhau. Không biết vì sao trong tôi lại hình thành một sự nghi kỵ đến ghen tuông. Nhất là khi Nga được đề bạt làm giám đốc một ngân hàng. Mỗi lần nhìn Nga xinh đẹp, đài cát, dáng điệu quý phái, bước lên bước xuống xe hơi sang trọng, lòng tôi lại xe sắt, cảm giác hững hụt cho rằng mình bị thua thiệt. Tôi già nua và héo hắt trông thấy. Dẫu sao tôi vẫn còn gặp may, bởi vì được làm hàng xóm gần kề của nhà vợ chồng thìn cư. Cứ mỗi lần đầu óc tôi sắp trượt vào đường cùng tăm tối nhất, thì tiếng cãi cọ chửi bới nhau ầm ĩ của họ lại kéo tôi ra. Cứ hỏi một cách gay gắt, ông lập quỹ đen để làm gì? Thìn đáp tỉnh bơ, để phong thân. Cư dài giọng, có mà để cho gái ấy. Cư nghiến răng đe nẹt. Tôi á mà biết ông mang tiền đi dấm rúi cho con trời đánh thánh vật nào. Thì nhất bằng, lanh làm gáo, vỡ làm môi nhá. Thìn lắc đầu, hôm nay tôi mệt lắm, chẳng muốn đôi co với cô rồi há mồm ngáp một cái gió to, lặng lẽ đi vào buồn. Cứ nguyết theo bảo, liệu đấy, đừng tưởng cứ ngậm miệng ăn tiền mà được đâu. Ngày thứ sáu Thìn bảo vợ hôm nay chờ hàng hợp đồng, đâu như bữa trưa, chủ hàng đãi rượu thịt chó ở quán sinh. Anh đạp xích lô đi từ sáng sớm, cứ là dân buôn bán tôm cá theo kiểu mua mé sông bán đầu chợ sáng nay cũng cắp rổ ra bến mua cá từ lúc mặt người còn mờ sương buổi trưa đi học về cái hòa và thằng hải tự nấu cơm chúng để phần cho mẹ rồi hai đứa ăn uống với nhau hai đứa trẻ này thuộc dạng ngoan ngoãn chịu khó mặc dù bố mẹ chúng ngày nào cũng có những cuộc cãi vã nhưng chúng không bận tâm có thể chúng đã quá quen, có thể chúng phải cam chịu chấp nhận hoàn cảnh. Hàng ngày trong ngôi nhà này, xen vào những lời đôi co gay gắt, tiếng chửi rùa tục tiểu, tiếng đổ vỡ của bát đĩa nồi niêu song trào bị quăng quẩy, là những tiếng cười tiếng hát trong trèo của cái hòa và thằng hải. Đến tối mịt, vợ chồng thìn cư mới về xem ra hôm nay tình hình thế giới có vẻ yên bình dắt xe xếp gọn vào vỉa hè thì nhìn cứ cư cười khảnh khạch cứ thấy chồng vui vẻ từ không ngốn nguyết như mọi ngày hai vợ chồng còn xuống tay làm bữa tối chuyện trò rôm rà thì ra chiến tranh dẫu có khốc liệt mấy cũng có lúc phải ngưng tiếng súng cơm nước xong thì bảo vợ mời hai bên nội ngoại, mời một số bạn bè xích lô xe ôm của tôi, bạn bè buôn bán của cô, mời vợ chồng thầy giáo và vài người nữa. Tôi dự định khoảng năm mâm. Thế năm mâm liệu có ít không? Không. Thằng Hải hỏi, thế bạn bè của con với chị Hòa không được mời hả bố mẹ? Chúng mày còn trẻ con. Cái Hòa vênh cái mặt, mẹ đừng có mà khinh trẻ con nhé. Ngày thứ bảy, khoảng 9 giờ, cô thư ký của Nga mang đến cho tôi một lá thư. Anh, em có lỗi với anh, có lỗi với các con nhiều lắm. Thực ra em chỉ là một người đàn bà ích kỷ, chỉ biết lo và chỉ biết yêu bản thân mình. Em chỉ vun vén cho cái sự nghiệp, cái vị trí của mình thôi chính vì để đạt được mục đích đó em đã nhiều lần phản bội anh em vẫn chưa hình dung nổi cuộc sống của em sau khi chia tay với anh sẽ ra sao em chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe và làm lại hạnh phúc với người phụ nữ hoàn thiện và không có nhiều tham vọng như em nga tôi xoay ngang xoay dọc đọc đi đọc lại những dòng chữ đó tôi đã đọc trong sự váng vất của đầu óc, trong sự dã rời và mệt mỏi của cơ thể. Và băn khoăn tự hỏi, có hẳn là Nga có lỗi, có hẳn là Nga ích kỷ. Lẽ nào dấu chấm hết cho một gia đình có học chỉ bằng vài lời bao biện này? Rồi tôi hoài nghi, trên đời này có một người đàn bà nào được gọi là hoàn thiện không? trong cái lúc khủng hoảng nhất của thần kinh. Tôi bỗng thèm nghe tiếng cãi nhau của vợ chồng người hàng xóm. Tôi thèm được nghe tiếng son nồi bát đĩa bị quăng ném. Bỗng dưng tôi lại ao ước. Giá như vợ chồng tôi cũng sống theo kiểu vợ chồng thiền cư. Thì có lẽ một tuần nay Nga đã không đến ở cơ quan. chập tối hai vợ chồng thìn cư sang nhà tôi họ ăn mặc tương tất vừa bước vào cư đã nhanh mồm nhanh miệng chúng em chào thầy giáo ạ à. rồi hồn nhiên vỗ tay đôm đốp lên vai chồng anh có lời mời thầy giáo đi chứ hất tay cư ra thìn lễ độ nói thưa thầy giáo chẳng là thứ ba tuần tới vợ chồng em kỷ niệm 15 năm ngày cưới chúng em chuẩn bị mâm cơm rau dưa vậy chúng em có lời mời thầy và chị giám đốc sang chơi ạ à? thưa các bạn chương trình hôm nay sẽ truyền tới các bạn chuyện ngắn hạnh phúc thật gần của trầm nguyên ý anh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú kim cúc Chửi. sáng ra cầm cái ca múc nước và chụp cái khăn lau mặt là bị một trận mờ màn bộ đuôi sao không thấy ca nước ấm của con nhỏ khăn đó của mấy người sao mình mày đầy lăng ben đụng khăn ai cũng chụp đặng lây cho cả nhà anh vờ như không nghe mới bắt đầu một ngày mà cãi vã thì không nên anh mặc đồ thằng con trai lớn thò đầu ra khỏi mùng Ba, ba đừng mặc lộn quần con nữa nghe. Với lại bữa nay cho con tiền thay ruột xe đạp đi. Anh nhìn xuống, thấy mình không mặc quần của con, móc trong túi ra còn mấy tờ giấy bạc. Anh lấy đủ số mua cái ruột xe, bỏ vào cái áo sơ mi của nó treo gần đó. Chị vợ liếc một cái. Sao hôm qua nói không còn một đồng, bữa nay rượt tiền của ai đó? anh lấy năm ngàn từ mấy tờ còn lại cho vào túi quần để đi đường số còn lại anh đưa vợ tôi gom ba cái phế liệu bán được mấy chục hồi tối tính đưa mình mà quên mất anh ôm hôn đứa con gái lên ba một cái rồi dắt cái xe cà càng ra ngõ chị vợ lầm bầm mấy câu trong miệng rồi nhìn lại mấy tờ giấy bạc anh đưa ra tới đường lớn, anh ghé quán cà phê bình dân, kêu một cái đen, trả bù hôm qua thiếu một ly, vậy là hết hai ngàn. Anh lại nghe đói, hôm qua ông thầu mời ăn sỗ và đám thợ cứ chén chú chén anh, anh không ăn được gì lại bị uống. Bình sinh anh không nghiện rượu nhưng lại không dám từ chối, sợ mất lòng người trên. Rốt cuộc, chiều về với cái mặt đỏ lừng, anh nằm lăn ra ngủ, bây giờ thì đói. Thôi kệ, gói xôi một ngàn, đỡ bụng đi. Anh vừa đạp vừa ăn, nghĩ tới thằng con trai mới 15, đã lớn ngồn ngộn bằng ba. Năm nay bước vào lớp 8, không biết học hành ra sao. Anh chỉ biết đọc biết viết. Con mồ côi mà, ở với bà ngoại tới 10 tuổi thì ngoại cũng qua đời ăn trực ăn nhờ nhà gì nhà cậu thì phải làm ai đâu có tiền lo cho đi học từ 13 tuổi anh đã làm quen với cái thùng hồ bắt đầu làm cu ly làm chỉ để ăn ba bữa nhưng anh siêng năng lại hiền ai kêu gì cũng làm ai sai gì cũng được miệt mài được 7 năm anh đã làm thợ trong đám con gái sách hồ anh chấm đứa coi được nhất, cho dù nó là đứa dữ dằn có tiếng. Con nhỏ thấy anh hiền lại siêng năng và không biết nhậu nhẹt bê tha như những người thợ khác, nó chịu. Đám cưới đãi được bốn mâm, hai mâm nhà trai nhà gái, hai mâm bạn bè. Thôi thì giàu cũng cưới, nghèo cũng cưới, cho giàu xe hoa, cho giàu kèn trống... cho giàu đãi ở nhà hàng, cho dầu cô dâu thay bao nhiêu lần áo đi nữa, thì hạnh phúc vẫn là điều quan trọng. Đám cưới, không rước dâu, cái nhà lá nhỏ của vợ anh đang ở trở thành tổ ấm. Anh không nhà, nên ở luôn bên vợ. Ông già vợ anh ngày xưa cũng là thợ hồ. Thời trẻ làm lụng quá sức, tới già xanh đủ thứ bệnh. Thằng con trai lớn của anh, được 5 tuổi, ông ngoại ra đi. Từ lúc vợ có thai thằng con lớn, anh đã không cho làm cu ly nữa. Anh dáng làm để vợ được yên ổn đẻ con và nuôi con. Anh vui mỗi khi về nhà nhìn thấy vợ thấy con. Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ nói thật lòng. Anh làm lụng vất vả để vợ con được cái ăn cái mặc. Anh không dám ăn ngon, không đàn đúng bạn bè cuối tuần lãnh tiền xong đám bạn kéo nhau làm một chầu bồi dưỡng anh ra chợ mua chút bánh cho con cục xà bông thơm cho vợ tiền lãnh bao nhiêu anh đưa hết cho chị cất giữ thấy nhà hàng xóm có cái tivi anh ao ước sao mua được một cái để vợ con không phải đi coi nhờ coi ké nhà người ta nhưng như vậy chừng như cũng chưa vừa lòng chị Chị bực tức cái nghèo của anh Chị bực tức cái khờ khạo của anh Chị muốn được trở đi chơi vào mỗi buổi chiều Còn anh Về tới nhà cơm nước xong Đã nằm lăn ra ngủ Cả ngày phải lật lộn với công việc Buổi trưa Anh thường lãnh làm công chuyện của đám cu ly Để có thêm tiền Anh không dám than thở Mình là đàn ông Làm không nuôi nổi vợ con thì để mặt mũi đâu từ lúc thằng con lên cấp 2, anh thường lén vợ cho tiền nó. Tội nghiệp, lớn rồi mà cứ ăn cơm nguội đi học, cũng phải có tiền uống nước chứ. Chị cằn nhằn những tuần anh đưa tiền ít, ăn xài cho giữ, mai mốt vợ con đi ăn mày cho vừa bụng mấy người nghe. Anh chỉ cười, những lần đó anh cho tiền con mua thêm tập sách. Thằng bé thương ba, nhưng lại sợ người mẹ giữ dằn, nó sáng lắm mà không học giỏi được có lẽ cái gen di si truyền đã vậy nó muốn nghỉ học đi làm hồ nhưng anh không chịu con ơi con cứ sáng học hết cấp ba đi ba sáng làm nuôi con nổi mà anh vừa về tới nhà đã thấy đứa con nhỏ mếu máu khóc nhìn thấy vợ ăn mặc như chuẩn bị đi đâu anh ngạc nhiên giờ này mà mình sửa soạn đi đâu vậy tôi đi kiếm việc làm ở nhà trông vô mấy đồng lương chết đói của anh, tôi chịu hết nổi rồi. Mình, mình đi làm gì? Anh ngạc nhiên há hốc miệng. Chị sáu giới thiệu tôi làm ở một quán nhậu, chỉ làm mấy tiếng ban đêm thôi mà bằng cả ngày lương của anh đó, được chưa? Bây giờ ăn cơm rồi coi con nhỏ dùm tôi đi. Tôi đi làm mới có thêm cái ăn cái mặc, con cái ngày một lớn mà trong nhà trống hoác như vậy ai chịu nổi chứ? Nhưng sao mình không bàn với tôi? Con còn nhỏ, mình bỏ nó ở nhà tội nghiệp lắm. Bởi vậy tôi mới đi buổi tối, anh về giữ con. Anh giữ con không được sao? Chị nói rồi, cua cái túi sách, bước ra cửa. Con bé khóc thét lên, anh ẵm sốc con lên dỗ dành Nín đi con, nín đi con, bà ấm con đi chơi nghe, đừng khóc nào. Thằng con trai vừa về tới cửa vẻ mặt buồn thiêu, nó đã biết chuyện. Con thấy mấy bữa nay dì Sáu qua nói gì với má. Con không rè má đi làm ở quán nhậu. Con đã nói ba cho con nghỉ học. Theo ba đi làm hồ mà ba không chịu. Mấy cái quán đó phức tạp lắm. Con không muốn má đi làm ở đó đâu ba. Con còn ở tuổi đi học thì cứ dáng học đi. Biết chữ rồi làm được công chuyện nhẹ nhàng hơn. Chứ như đời ba thì cực khổ lắm. Thằng con buồn xa mặt. Nó nhìn ba bằng ánh mắt cảm thông. Con nhỏ đã nín khóc, anh ấm con, đi dài theo con hẻm. Một vài người nhìn anh ái ngại. Chị đi làm được một tuần, đêm nào về cũng đầy mùi bia rượu. Chị có vẻ ngượng ngùng với anh. Khách ép mình thì mình phải chiều. Đi làm thì phải được lòng khách. Chủ người ta mới muốn mình chứ anh buồn bã không nói gì anh không lạ gì cái cảnh trong các quán rượu nhưng anh không quen cãi lẫy với vợ và anh cũng hiểu chị muốn chia sẻ cái gánh nặng gia đình với anh anh tuy không vừa ý công việc chị đang làm mà lại không có giải pháp nào tốt hơn hôm kia chị đã mua cho anh một bộ đồ thằng lớn bộ đồng phục anh không vui gì khi nhận quà từ những đồng tiền của chị làm ra đêm nay con bé bị sốt nó không ngủ mà cứ vật vã khóc. Biểu thằng lớn giữ em, anh chạy ra hiệu thuốc đầu hẻm mua cho con một liều. Đã 9 giờ rồi, anh đậu chừng chắc một tiếng đồng hồ nữa chị về. Anh cho con uống thuốc và thắc thòm ngồi chờ. Đồng hồ nhà bên gõ đều 12 tiếng. Anh giật mình ngơ ngác, mòn mỏi quá nên anh đã ngủ quên trên ghế. Chị vẫn chưa về, anh vặn cao ngọn đèn rồi dở mùng con. Con bé chừng chịu thuốc đã ngủ say. Anh bỗng lo sợ. Không biết có chuyện gì mà tới giờ này chị vẫn chưa về. Anh khép cửa và đi ra đường. Trời dường như sắp mưa. Hơi nước lành lạnh trong không gian tĩnh mịch. Làm rớt cơn buồn ngủ. Anh ra tới đường lớn. Có bóng một người đàn bà bước chánh choáng. Như một người đang say rượu. Anh ngờ ngợ rồi đi nhanh tới. Người đàn bà quỵ xuống đường. Anh tới gần, sao giống vợ mình quá nhưng quần áo thì không giống anh cúi sát xuống thì chị đã ngã vật ra đường ánh đèn đường vừa sáng trên gương mặt người đàn bà ấy anh thảng thốt trời ơi đúng là vợ mình rồi bằng tất cả sức lực đàn ông anh ẵm sốc chị như ẵm một đứa bé rồi bước nhanh về nhà khi đã được lau mặt bằng nước ấm đã được uống chút nước, trà gừng, chị tỉnh lại và thút thít khóc. Thằng con trai đã thức dậy từ lúc ba nó ẩm má nó vô nhà. Nó lăng xăng nấu nước giúp ba, và bây giờ lại ngồi bó gối. Anh ngồi kế bên và cứ để yên cho chị khóc. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chị như vậy, anh không nỡ hỏi. Chị vẫn khóc tiếng khóc phát ra từ cái miệng lúc nào cũng la cũng chửi bây giờ sau cam chịu quá tội nghiệp quá mãi một lúc chị đã bớt xúc động anh khẽ khàng chuyện gì vậy mình nói tôi nghe coi chị nhìn anh như nhìn một người mới gặp anh ngồi đó tay nắm lấy bàn tay chị chị cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay anh bàn tay đã làm biết bao việc để vợ con đỡ nhọc nhằn, vất vả. Bàn tay đã đem cơm, đem áo về nhà, dù chỉ là những bữa cơm đạm bạc, những chiếc áo rẻ tiền. Chị ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Tại sao anh không mắng chửi chị? Tại sao không bỏ mặc chị? Con đàn bà hư hỏng, con đàn bà chưa từng ngọt ngào với chồng cứ mở miệng là chị mắng chửi anh. Sống với nhau bao nhiêu năm, anh chưa từng la dày chị. Lẽ ra chị phải biết thương anh, phải thấy mình có phước hơn biết bao người đàn bà khác. Từ khi cưới nhau tuy nghèo, nhưng chị cũng chưa thiếu ăn thiếu mặc. Có một năm, anh đã làm tới gần giao thừa, mới bước thấp bước cao về nhà vì đã gần kiệt sức. Anh đã lãnh quét vôi hớp cho một căn nhà anh đã đứng suốt 12 tiếng đồng hồ để nhận số tiền công hậu hĩ của chủ với đôi chân sưng vù vì tụ máu. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt chị lại chảy dài trên má. Chị đi làm trong quán nhậu mới có ba ngày, đã có người để ý. Đó là một tay chủ tiệm buôn hàng điện tử. Cái nhan sắc mặn mỏi của chị, của người đàn bà vừa bước qua tuổi ba mươi, đã làm gã động lòng biết chị không phải gái làng chơi, mà chỉ vì hoàn cảnh mới đi làm việc này, gã quăng lưới. Mấy lần mời chị ăn khuya, mấy lần đưa về để tạo thiện cảm, chị đã siêu lòng. Chị cứ nghĩ gã tốt, thấy hoàn cảnh nghèo của chị mà thương, và đêm nào chị cũng đi ăn với gã. Đêm nay, gã đem đến một gói quà, gồm mấy bộ đồ đắt tiền và một số mỹ phẩm gã xin cho chị nghỉ sớm và cũng đi ăn. Xong gã đưa chị tới một ngôi nhà nghỉ ở ngoại ô. Lẽ ra chị phải từ chối, lẽ ra câu chuyện phải dừng lại ở đây. Anh chưa bao giờ có lỗi với chị, ngoài chuyện anh nghèo. Chị đi làm cũng vì muốn kiếm tiền thôi, chị vẫn chưa là người sống mà. Nhưng điều gì đã khiến chị bước vào nhà nghỉ với gã? nhìn căn phòng sạch sẽ với chiếc giường nệm trắng tinh cặp gối cây mền mọi thứ đều đẹp đẽ đều hơn hẳn cái giường ngủ tồi tàn của vợ chồng chị chị lại thấy xót xa cho mình nhưng cũng gờn gợn một cảm giác lo sợ phập phồng gã chủ tiệm mở bọc đồ ra để chị no mắt với những bộ quần áo đắt tiền mà chị chỉ thấy trong mơ gã biểu chị đi tắm chị nghe lời gã như một người máy, chị không còn là chị nữa. Đúng lúc chị vừa bước ra khỏi phòng tắm, với bộ đồ ngủ tuyệt đẹp, thì có tiếng đập cửa, tiếng một người đàn bà nào đó la ó khóc lóc. Và còn tiếng nhiều người nữa. Gã chủ tiệm không còn hồn vía gì khi nghe tiếng vợ. Gã mở cửa và cả đám người ùa vào. Chị bị người đàn bà với thân hình hộ pháp. Túng lấy trước tiên. Còn đĩ mày dám cả gan giật chồng tao hả mày ăn gan trời rồi à vừa chửi vừa đấm túi bụi vô người chị chị đưa tay chống đỡ và nước mắt trào ra người ta cố can ngăn cố ôm ghì người đàn bà đang trong cơn ghen hừng hực gã đàn ông đứng như trời chồng không dám xông vô người chủ nhà nghỉ phải dùng hết sức mới kéo được người đàn bà đó ra y cũng tìm cách đẩy chị ra cửa rồi biểu về mau đi, còn ở đó làm gì? Rồi y sởi lời, phân bua. Chị bớt giận, làm ẩm lên mọi người biết chỉ thêm mất mặt chồng rồi còn làm ăn gì được. Đàn ông ai không thằng tiệu bên ngoài đôi chút, miễn là biết lo cho gia đình là tốt rồi, chị nghe tôi đi. Chị đi như chạy ra khỏi nhà nghỉ, mãi một lúc mới định được hướng về nhà. Chị đi như sợ người ta đuổi theo, nỗi đau thân xác, đâu sánh bằng nỗi đau đang dày vò lương tâm chị. Chị bỗng thấy thương anh, bỗng thấy cuộc đời này, anh mới là người chồng xứng đáng nhất. Chị chắc chắn, anh sẽ không làm cái việc có lỗi với chị, và chị nhớ lại những gì mình đã cư xử với anh. Chị mường tượng giờ này, chắc anh đang lo lắng, nước mắt chị lại trào ra dường như có một vết thương trên môi. Chị đưa tay sờ và thấy máu, chị bật khóc thành tiếng và lùi thủi bước đi trong nỗi đau đớn ê chề. Chị chỉ mong có anh bên cạnh lúc này để chị được chờ che. Cái ý nghĩ về anh đã giúp cho chị có thêm sức mạnh, bước ngã bước siêu. Cuối cùng, chị cũng về được để gặp anh trời mưa xong rồi cũng dứt những hục hặc trong căn nhà ọp ẹp của anh chị cũng không còn nữa từ sau cái đêm kinh hoàng đó chị nghỉ làm và mua một chút bánh kẹo bán cho đám con nít trong xóm người trong xóm cũng không còn nghe tiếng chị chửi chồng chăn chát từ lúc vừa thức dậy chị đã thay đổi thay đổi đến thằng con trai cũng ngạc nhiên chị thấy thương chồng biết bao khi so sánh anh với những người đàn ông chị đã gặp chị muốn bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh còn anh khỏi phải nói cũng biết anh hạnh phúc đến giường nào trời đã thương và đền trả cho anh anh đã không trách cái việc làm nông nổi của chị anh biết chị không phải là người xấu chị cũng vì gia đình mà phải dấn thân trái tim biết yêu thương và biết tha thứ của anh đã thức tình con người chị chị đã cảm nhận thế nào là hạnh phúc và chị đã gìn giữ nó thằng con trai bỗng dưng học khá lên chính tình thương yêu của ba má và không khí vui vẻ ấm cúng của gia đình đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho nó chỉ còn một nguyện vọng vô cùng chính đáng của chị mà anh phải thực hiện cho bằng được. Em thích được anh chở đi chơi vào mỗi chiều, cho dù là trên chiếc xe đạp chẳng mới mẻ gì của anh. Và dĩ nhiên là anh đồng ý. các bạn thân mến, một câu chuyện giản dị với những chi tiết gần gũi đời thường, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện cái nghèo đeo đẳng không buông tha một gia đình thợ thuyền, rồi chuyện lục đục, vợ cần nhằn, chồng buồn bã, con cái học hành suốt kém. Nhưng biến cố chỉ thực sự xảy ra khi người vợ nhiều tham vọng, quyết tâm muốn đổi đời. Xoay quanh cuộc sống của một gia đình công nhân thiếu chiếc hụt sau, hạnh phúc thật gần khiến mỗi người không khỏi ngẫm ngợi về những nhọc nhằn mưu sinh ở đời. Chẳng ai trên đời này lại không muốn mình có một cuộc sống dư giả, không vướng bận lo toan tuy nhiên mỗi người một hoàn cảnh riêng với những nỗi khó nhọc riêng biết chấp nhận và từng bước gắng gỏi mới là cách lựa chọn sáng suốt và đúng đắn nhất chẳng có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống cũng như sự đổi đời giàu sang chân chính chẳng thể tới dễ dàng ngày một ngày hai nỗi đắng cay mà người vợ nông nổi phải gánh chịu chính là bài học đắt giá nhất mà cuộc đời đã dạy cho chị khi chị rơi vào u mê lạc lối hạnh phúc thật gần thêm một lần để mỗi người hiểu rằng hãy biết trân trọng những gì mình đang có trong tay đừng dại dột để rồi một phút nông nổi có thể hủy hoại mái ấm nhiều người mơ ước có lẽ đó cũng chính là những tâm sự mà tác giả trầm nguyên ý anh muốn gửi tới bạn đọc phần tiếp chương trình mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn mini tâm cảm của hoàng hương Bỏ thêm chiếc áo mưa vào cốp xe, hắn nhủ thầm, có báo cấp 3 cũng không sợ nhá chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, hắn ung dung dắt chiếc xe máy đi làm. Hắn có thói quen ngày nào cũng dành ra dăm 10 phút vào uống trà đá bên vỉa hè, chỗ chợ gần cơ quan, thư thả ngắm dòng người đi lại trên phố. Hôm nay có một dự án quan trọng cần hoàn thành, nên sáng hắn đi làm sớm hơn mọi ngày. Sau khi uống trà xong, dắt xe xuống đường, hắn giật mình bởi một giọng nói khàn khàn run run chú ơi chú ăn rau không trước mắt hắn là một bà cụ già trông bộ quần áo bạc màu lưng còng hẳn xuống đang cố ngước lên nhìn bên cạnh bà cụ mẹt rau cải có phần héo và xấu hắn nghĩ có lẽ cho cũng chẳng ai buồn lấy ăn hộ tôi mớ rau đi chú giọng bà cụ run run pha chút khẩn khoản ánh mắt nhìn gần như van lơn mắt hắn cụp xuống bần thần một lát gã chợt quay đi và đáp nhanh con không ăn đâu bà ạ à. trong đầu hắn chợt cảm thấy có lỗi nhưng rồi nghĩ đến công việc với kế hoạch dự án phải hoàn thành trong ngày hôm nay cảm giác ấy qua rất nhanh hắn ngồi lên xe và bắt đầu nhấn ga như sắp trốn chạy chợt tiếng bà cụ lại yếu ớt vang lên Ăn súp tôi mớ rau cô ơi. Sao héo quát thế này mà bà cũng dám bán cho người ta ăn à? Thôi bà mang về mà cho lợn cho gà ăn. Giọng con gái chăn chát có phần cay nghiệt đáp lại. Bà cụ dường như chán nản không nói câu gì. Tò mò hắn quay lại nhìn. Một cô gái cũng tầm tuổi hắn. Bóng bà cụ lầm lũi khổ sở trong nắng sớm buổi bình minh có lẽ từ giờ đến trưa rau của bà lão cũng héo mất chẳng bán được cho ai khẽ cong mày lòng hắn trào dâng cảm xúc khó tả đợi cô gái đi khuất hắn quyết định quay xe lại bà ơi sau bao nhiêu một mớ sau tôi bó to ba nghìn một mớ chú ạ à. bà cụ vui mừng đáp hắn không nói thêm câu gì lặng lẽ rút tờ hai mươi nghìn đưa cho bà cụ chú mua bảy mớ à sao mua nhiều thế con mua cho cả bạn trưa nay chúng con liên hoan ạ à? bà cho gửi mấy mớ rau này đến chiều con quay lại lấy bây giờ con phải đi làm nói xong hắn nhấn ga đến thẳng cơ quan như sợ ai vừa nhìn thấy hành động vừa xảy ra nhưng lần này hắn không còn bị suy nghĩ ích kỳ ám ảnh tự nhiên hắn thấy lòng vui vui chiều hôm ấy sau khi hoàn thành dự án của công ty, phía đối tác mời đi chiêu đãi, trời bắt đầu đổ mưa. Đứng trên tầng ba của nhà hàng, nhìn xuống những hàng cây bên kia đường đang oằn mình trong gió, hắn nghĩ đến thân phận những kiếp người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống thường nhật với gánh nặng cơm áo gạo tiền bất sát. Hắn nghĩ đến bà cụ bán rau ban sáng. Nào, chúng ta vào bàn tiệc thôi giọng phía sau vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn bắt đầu buổi tiệc hình ảnh bà cụ biến mất hẳn mưa cứ xối xả tuôn hôm sau công ty có quyết định cử hắn đi miền trung thực hiện dự án hắn bận bù đầu với những bản thiết kế những hạch toán những buổi tiệc tùng chiêu đãi hắn quên hẳn bà cụ cuối cùng thì thời hạn hai tuần cũng đã kết thúc Trở về nhà hắn ngủ ly bì cả ngày thứ bảy. Chiều chủ nhật hắn quyết định xách xe máy, chạy loanh quanh khắp thành phố. Chạy xe chán. Hắn ghé vào quán trà đá mọi khi vẫn ngồi. Có mấy bà dỗi việc đang nhỏ to buôn chuyện. Chưa kịp nhấm nhát cốc trà, giọng một bà béo làm gã giật mình. Bà cụ bán rau chết rồi. Một giọng khác vang lên. Bà cụ bán rau cải hay đi qua đây hả à, chị? Ừ, Tội nghiệp bà cụ. Giọng của chị bán hàng nước khẽ nói. Cách đây gần nửa tháng, không hiểu sao bà cụ chở trứng ngồi dưới mưa, bên mấy mớ rau cải đã héo. Có người đi qua thương tình hỏi mua giúp, nhưng bà cụ nhất quyết không bán. Mấy hôm sau, không ai thấy bà cụ đi bán rau nữa, nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh. Nghe đến đây, mắt hắn chợt nhòa đi. Cốc trà trên tay đột nhiên bỏng rát như trực rơi xuống, tay hắn ù đi. Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Những hạnh phúc cầm trên tay của Từ Quốc Hoài qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Chức. những tháng năm này ở đâu cũng phập phồng ngọn gió cánh cửa mở từ ngôi nhà bao nhiêu năm mong đợi trời xanh ruộng đồng hè phố nồng nàn những buổi chia tay bao tình yêu trở lại những năm đầy đổi thay trăm ngọn đèn như giọt nước rơi vào buổi bình minh hờ trẻ con đi tìm thế giới, cuộc đời đang sắp đặt, các anh đã ngã xuống rừng sâu, lòng tôi sao nguôi được? gió dậy những cánh rừng mái nhà, lấp loáng cửa gương, lấp loáng những cột tháp trên tầng tầng phố xá nguy nga các anh trăm ngọn cờ che bóng mát lung linh thành phố mặt trời lên lập loè lửa những tán bà. tôi đến hà nội một ngày cuối đông những ngôi sao rất trong và buổi mai sương dâng trắng xóa thành phố của một thời tuổi trẻ dưới chân thèm dòng sông chảy qua sóng đỏ tươi thành phố chìm trong sắc hoa và bóng cây xanh như mùa xuân quanh năm ở đấy tôi lại đi trên thành phố của mình sương dâng những con đường tôi chợt hỏi đêm qua ai đã tròn giấc ngủ ai mơ đời bình yên dưới mái nhà bình yên trong buổi ban mai của thành phố những chiếc áo hồng như ngọn lửa đã sáng lên trước cả mặt trời không ai yên phận nghèo để đổi buổi mai này yên tĩnh những con đường đẫm mồ hôi dẫn tới cuộc đời rộng lớn. Lạ lùng thay là bài hát quê hương bỗng ập đến ta như trăm dòng sông. Cuộc đời trẻ lại như mầm cây mới lớn. Mầm cây của trăm dòng phù sa. Có bao giờ anh yêu nhân dân như anh đã nói có khi nào anh đã ngợi ca không thật lòng mình những câu hỏi thường chợt đến trước giấc ngủ hạnh phúc trở thành cuộc đời bình dị tổ quốc chảy trong máu thịt ta những khát vọng một đời không ai đi hết được